bệnh thoái hóa cột sống cổ thì nói chung là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, chất lượng sinh hoạt cuộc sống. Bệnh thường phát triển một cách âm ỉ kéo dài, trong giai đoạn đầu thì người ta thường hay bỏ qua, và sau một đoạn giai đoạn sau muộn thì âm ỉ kéo dài, như kéo dài như thế là dẫn đến có thể là teo cơ, rồi rối loạn vận mạch, rồi có thể là làm ảnh hưởng những cái cuộc sống như đi ngủ nó đau, cả đau tăng cả khi đi ngủ nữa. Khi cái bệnh này thì nó làm gây chèn ép, thoái hóa gây chèn ép như thế, thì nó, khi mình nằm ngủ chẳng hạn thì cái áp lực của não tủy nó tăng lên, khi áp lực của não tủy nó tăng lên thì nó cảm nó đau chói hơn, lại không như các bệnh khác. Chính vì thế mà nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống rất nhiều. Nhưng trong những trường hợp kéo dài quá, nặng quá mà nó có hiện tượng chèn ép tủy cổ, chèn ép các cái đốt sống tủy ở cổ đấy, thì có thể gây ra liệt chi trên hay liệt chi dưới, hoặc là liệt tứ chi, hoặc là rối loạn vì nó tủy cổ, cái đốt sống tủy cổ đó trên cao mà, hoặc có thể rối loạn đại tiểu tiện vân vân, thì lúc đấy rất là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng còn thông thường thì nó rất là đơn giản, nó không ảnh hưởng đến tính mạng nhiều, nhưng ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt cuộc sống rất lớn.